Chào các bạn, mình là nhà của Cáo đây, thì mình là Khang. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với cái combo mà mình mới đầu tư để mình phục vụ cho công việc sắp tới. Cái hướng đi sắp tới của mình là mình vẫn là làm chụp ảnh, và mình đang yêu thích thêm cái công việc content creator, gọi là YouTuber đó. Thì đây là tất cả những cái gì mà mình vừa mới mua để mình phục vụ cho công việc của mình sắp tới. Thì mình ngày hôm nay mình sẽ nêu cảm nhận của mình về cái cảm giác mà mình đã sử dụng nó, và nó mang lại gì cho mình, những sự thuận tiện như thế nào và có những cái bất tiện gì. À, các bạn có thấy background mới không? Thì đây là một cái clip ở phía sau mình đã quay xong rồi, link nó sẽ xuất hiện đâu đó đây thôi, sớm thôi. Thì hiện tại cũng đang rất là nhiều thứ ở đây nên là mình bắt đầu luôn đó. Thì đầu tiên tất nhiên là cái máy để mà mình làm công việc chụp ảnh, mình xài đồ Sony khá nhiều nên là mình chọn body A72 và 24-70 f/4. Nếu mà hỏi về lý do thì lần đầu tiên mình suy nghĩ về cái việc mà mua body thì mình sẽ mua A73, nhưng mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì mình thấy là so với cái số tiền mình đang có và cái nhu cầu của mình về mà cái độ cái scale của cái job mà mình có, rồi những cái khác liên quan về khấu hao ABCD, thì mình suy nghĩ lại và mình quyết định là mình sử dụng A72. Nó đã đủ cái nhu cầu của mình, mình chụp sản phẩm và nó không, những cái job mình có nó không quá là high end, nó kiểu như nó ở tầm trung thôi, nên là mình chọn con máy này. Và cái 24-70 mình biết là chụp sản phẩm nên cần một cái lens macro, nhưng mà mình ngoài chụp sản phẩm mình còn quay nữa, và những cái job mà kiểu phổ thông khác, cái job chụp sản phẩm là cái định hướng và cái sự yêu thích của mình đối với nhiếp ảnh, còn những cái job kia là để mình kiếm thu nhập. Thì đây là cái con đèn mình chọn, thực sự nó không có gì quá nổi bật, nó cũng rất là phổ thông, nhưng mà cái quá trình mình sử dụng, mình đã sử dụng con máy này là lần thứ hai rồi, mình đã khấu hao xong một con A72 rồi, cách đây khoảng một tháng 2 tuần là mình đã bán con A72 cũ, là vì mình khấu hao xong rồi, mình bán giá rất là rẻ. Cái cảm nhận của mình về cái máy này thì nó rất là thuận tay, những cái thao tác nó làm cho mình kiểu như mình thích nó, những cái thao tác của mình khi mà mình sử dụng. Cái chất lượng ảnh thì cái này là phải tùy mọi người cảm nhận về cái chất lượng ảnh thôi, về cái màu sắc, và so với những con máy ở trong cái tầm giá thì mình thấy là mỗi một máy đều có một công dụng khác nhau và đều có một cái nhu cầu khác nhau. Mình không nói Sony là máy để chụp sản phẩm, mình không nói như vậy. Mình chỉ có cảm tình rất nhiều với Sony nên là mình sử dụng máy của Sony nhiều cho những cái nhu cầu của mình. Mỗi một hãng, mình biết là mỗi một hãng đều có một hệ sinh thái riêng, nhưng mà về khía cạnh mà Sony thì nó tạo cho mình cái cảm giác thân thiện và dễ sử dụng. Thì body thì mình luôn luôn mua mới. Nhắc tới body là mình sẽ mua mới. Còn về lens thì mình là mua lens cũ, mình mua lens cũ này bên của DOF Zone. Đối với lens thì thường mình sẽ mua lens cũ để mà tiết kiệm một phần chi phí, bởi vì lens cũng rất là dễ hư, nhưng mà cái khả năng mà lens nó hư nó sẽ ít hơn so với lại máy. Rồi, đây là máy chụp video các bạn đang xem là được quay từ cái A63 này. Riêng cái máy quay này thì mình mua cũ của một cái anh cũng rất là vui tính. À, anh đó đây. Vì lý do khi mà mình mua cũ là một là cái deal này quá ngon, tại vì mình mua cái máy này với giá rất là tốt, rồi một đống phụ kiện, bao gồm cả có cái mic này nữa. Trong cái combo của A63 này là mình có mua chung luôn là với lại cái mic này của Boya. Nhiều vlogger sử dụng nó khá là nhiều, nó cũng chất lượng cũng khá là ổn. Thì vì sao mình chọn A63 để mình quay? Tại vì một là giá nó rẻ, khoảng 13 triệu thôi thì bạn đã có một cái body ngon rồi. Thì hiện tại mình đang sử dụng lens kit. Tại vì mình đánh giá được là cái việc quay vlog của mình nó không có gì quá gọi là phải cầu kỳ, phải là đòi hỏi chất lượng quá cao hay là như thế nào đó. Nhưng mà mình thấy là cái lens kit đã đủ với cái nhu cầu của mình rồi. Mình không chưa đầu tư thì mình có lens khác. Mình thấy chất lượng ổn. Đó là sơ lược về hai cái body của mình. Thì mình đang sử dụng cái mic không dây này của Sony, là cái IW4, giá mới của nó là 4,5 triệu. Và vì sao nó mắc như vậy? Vì nó có khử nhiễu, khử từ, nói chung rất nhiều công nghệ ở trong cái mic này. Và một điều nữa là nó nhẹ mà nó thu trực tiếp vào trong cái file của bạn luôn, chứ không phải như một cái máy ghi âm mà bạn phải về phải xin lại. Tiếp theo, và tất nhiên mình luôn có một giải pháp bảo vệ cho cái máy của mình. Mình thích cái này á, bởi vì nó có cái ngàm để mà mình gắn lên cái chân máy của mình, không cần phải sử dụng cái slide của cái chân máy vô đây nữa, cứ để lên được thôi, và nó để đứng như thế này được rồi. Đây là monorig cho cái A63. Thì A63 của mình cần gắn nhiều thiết bị âm thanh monobob, rồi sau này mình còn gắn gimbal nữa, thì mình chọn cái rig này. Cái small rig này giá trên thị trường mà ở thành phố Hồ Chí Minh nó rơi vào 1 triệu đến 1,2 triệu tùy ở chỗ, nhưng mà mình mua giá mới chỉ có 700.000 thôi. Mình đặt từ Hà Nội vào. Phần body thì nó xong rồi, mình sẽ qua tới phần phụ kiện nhé. MX Master 2S, đây là con chuột mình mơ ước nó 2-3 năm rồi, và bây giờ mình mới dám mua. Tại vì thứ nhất là bây giờ nó rẻ hơn hồi xưa, mà bây giờ mình có tiền, mình có thể nói là nó tốt, có thứ hạng cho người làm về design, người làm về nhiếp ảnh, sửa hình và dựng video các thứ. Thì cái việc mà mình sử dụng con chuột này để mà dựng phim mình rất là thích luôn, mình cực kỳ thích. Tại vì một là nó có nút cuộn ngang này nè, thế là hai là nó có 3 nút ngang ngón cái của mình. Tại vì khi mình làm Final Cut á, thì mình để một tay bên trái, cái bàn phím là một tay bên trái, một tay bên phải. Thì cái lúc mà ba cái nút này nó sẽ thay thế được rất nhiều những cái nút mà ở trên cái bàn phím mà nằm bên phải này, mình không cần phải đưa tay qua lại như thế này, rất là mất thời gian. Mình sử dụng con chuột này có 3 nút này. Cái nút mình sử dụng nhiều nhất là Delete nè, Smart Zoom nè, rồi những cái thanh công cụ trong cái công cụ đó, cắt, trim này cái nọ. Mình đã rút ngắn được thời gian rất là nhiều nhờ con chuột này, và mình cực kỳ yêu thích cái thiết kế của nó và cái cách mà nó đối xử với cái bàn tay của mình cũng rất là thích. Mình cầm và mình cảm giác nó rất là thân thiện đối với cái bàn tay của mình, nó nhẹ nhàng hơn,
và cái chất liệu nó bám tốt hơn. Mình không rõ giá của nó là bao nhiêu trên thị trường bây giờ, tại vì mình thấy mua vàng giá mình không biết là có đồ thật đồ giả không. Thực sự nó rất là phê luôn á, kiểu như là bạn không cần phải đưa tay qua lại như vậy nữa, nó nhanh lắm. Mình bấm vô cái này với lại bằng cuộn ngang á, cái cách mình cuộn ngang nó rất là thích. Với lại một cái mình cực kỳ ghét cho những con chuột tầm thấp là cái gia tốc ở trên con lăn. Mình rất ghét cái việc mà gia tốc trên con lăn, nó làm mình không kiểm soát được là mình lăn tới đâu và lăn bao nhiêu, vì cái máy mình không phải là máy quá tốt để mà nó không bị lag, máy mình vẫn bị lag, nên là cái lúc mà nó bị lag mà còn thêm gia tốc con lăn nữa, mình cực kỳ bực mình. Mà con này á, nấc nào ra nấc đó, nó không có gia tốc thì mình kiểm soát được, mà mình lăn tới đâu là mình biết mình lăn tới đâu, tới chỗ nào, rất là smooth, rất là hài lòng đối với nó. Nó có thể kết nối được 3 thiết bị, và một con chuột này bạn có thể kiểm soát được 2 PC, là bạn có thể từ màn hình PC này bạn kiểm soát qua tới màn hình PC kia, nó link được với nhau. Mình thích điều đó, tại vì khi mình làm việc với partner của mình ngồi cùng một bàn làm việc, mình sẽ chỉ bạn đó như nào như này như nọ, mình ra chuột qua mình chỉ thôi. Phải có một lý do gì đó mà hơn 2-3 năm rồi trên thị trường vẫn ưa chuộng con chuột này, phải có một lý do gì đó. Thì đây là một thứ cực kỳ cần thiết, đó là ổ cứng. Mình đã có ổ cứng SSD rồi, và đó là ổ cứng lưu trữ. Mình có 3 chỗ để lưu trữ, một là Google Drive. Tất cả những dữ liệu mình có hiện tại đều đã được backup lên Google Drive. Nó không phải là một cái ổ cứng rời hoàn toàn, mà mình đã mua một cái box. Một cái box này là để bỏ cái SSD vào. Nó là cái vỏ này nè, của cái hộp này. Giá của nó khá là rẻ. Đây là box nhôm, nó đẹp hơn và nó có vẻ nó chắc chắn hơn, nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Cái này rơi vào khoảng 200-300 gì đó, mình không nhớ rõ, tại lúc đó mình mua rất là nhiều. Và bạn sẽ mua một cái ổ SSD và bạn bỏ vào. Đây là cái BBS500, nó có 480GB SSD. Và cái việc mà mình biên tập video, mình làm hình, mình để cái file gốc của Lightroom, mình để file gốc của Photoshop trên cái này, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc mình để bỏ cái file trên SSD mà mình làm. Lý do tại sao mình sử dụng cái này, tại vì mình xài MacBook và cái dung lượng máy của mình nó không cao, nó rất là thấp. Lúc đó mình mua cái MacBook nó là 2015, mình chưa có khả năng tái đầu tư cái MacBook đó. Đến bây giờ, nên là lúc đó mình mua nó chỉ có 128GB thôi. Mình cài phần mềm này kia nọ thì bây giờ nó chỉ còn dư là khoảng 10GB. Nó không đủ như một cái vlog nhỏ nữa, nên là mình đã phải mua cái này. Thật sự khi mà mình mua cái này rồi, tốc độ của cái việc mà mình biên tập video nó cải thiện rất là nhiều, cực kỳ nhanh. Đây không phải là một cái ổ gọi là xuất sắc trên thị trường hay là nó một cái gì đó quá đặc biệt, nhưng mà tốc độ của nó đã đáp ứng được cái video mình mong muốn, và mình đã cải thiện được cái công việc của mình rất là nhiều. Còn đây là vô vàng những cái hộp Tiki như thế này. Những cái phụ kiện nhỏ nhỏ là những thứ tốn tiền nhất, chứ không phải là những cái body này. Ở đây mình đã mua được cái này để mà mua combo như thế này, để mà mình gắn cái điện thoại của mình lên cái hot shoe và cái mic của mình lên cái hot shoe này. Thì nguyên một cái bộ này luôn, mình mua bên Metrophone, nó chỉ có 130.000 thôi mà mình rất là hài lòng với nó. Đây nè, cái bon head này á, nó có sẵn cái bon head này, nó có sẵn cái ốc chuyển luôn. Cái chuẩn ốc ở đây là chuẩn 3/8, chuẩn ốc lớn. Nó cho thêm mình một cái ốc chuyển nữa, mình cảm thấy mình lời vãi. Cả cái này luôn chỉ có 130.000 thôi. Đây là một cái shop họ gọi là một cái chân gà, mình gọi là cái chân được rồi. Cái mục đích chính của mình để mua cái chân gà này á là làm cái chân cho cái monobot của cái tripod của mình. Có một cái nữa là bạn có thể gắn cái điện thoại của bạn lên trên cái máy ảnh luôn. Cho mình thích cái vụ này lắm luôn, mình thích lâu lắm rồi mà. Tại vì mình sẽ quay được clip behind the scene lúc mà mình đi chụp, mình để điện thoại của mình lên mình quay lúc mình đi chụp, làm được những cái behind the scene trong công việc của mình. Nó cực kỳ thú vị ở cái góc máy này. Và mình chờ đợi cái điều này lâu lắm rồi. Thiệt tình là mình rất là thích những thứ này, nhưng mà hồi đó mình không có đủ tiền để mình mua, mình không có đầu tư được. Một cái rất là quan trọng khi bạn làm freelance á là tài chính. Bạn phải kiểm soát được tài chính của mình, bạn phải là suy nghĩ một cách nghiêm túc về tài chính của mình. Còn một món cuối cùng, mình đã sử dụng qua nhiều Raycam rồi, khoảng được 3-4 dòng rồi. Có Spark nữa. Mình sử dụng Spark nhưng mà mình ghét nó ở chỗ là nó chỉ có 20 chống rung và nó rất là bự. Bạn đừng nghĩ là Spark nhỏ hơn con Mavic này nha. Con Mavic này nó gấp lại, nó gọn hơn rất là nhiều so với con Spark. Và cái việc mà các bạn xách đi, các bạn chỉ cần xách một cái túi này thôi. Nó đã ra được rất là lâu rồi, nên các bạn có thể tìm một cái bài đánh giá chi tiết và rõ ràng hơn về nó so với mình. Mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Đây là những thứ mà mình vừa mới đầu tư và nó đang phục vụ cho công việc của mình rất là tốt. Cảm giác về nó, cái nào cũng hay hết. Và sau đây là những cái đặc điểm mà mình không thích ở cái combo này. Mình nói thêm là cái việc mà bay flycam bây giờ nó trở nên khó khăn hơn hồi xưa rồi. Gần đây mình nhận được nhiều thông tin rằng là công an đang gọi là rình rập để bắt. Nhẹ thì phạt tiền, nặng là mất luôn cái flycam. Rất nhiều anh em đang bị rồi và anh em đang kêu la rất là nhiều. Các bạn có thể đi xin giấy phép ở cục tác chiến quân đội hay là nói chung là cục tác chiến và những thủ tục và cách xin như thế nào, giấy phép như thế nào là nó có ở trên mạng hết rồi. Các bạn nên tìm hiểu và bảo vệ con flycam của mình, tại vì bây giờ công an đang rình rập và bắt rất là nhiều, thì anh em nên cẩn thận về vấn đề đó. Bây giờ là mình sẽ nói về những cái mình không thích ở cái combo này. Đầu tiên là về cái body. Thì cái điểm lớn nhất mà body và cái lens này làm mình ghét là nó dễ trầy, nó dễ bị móp. Cái lens này gần như hoàn toàn là kim loại. Nó là kim loại nên là rất là dễ trầy, dễ chóc sơn, dễ móp.
đủ thứ hầm bà làng sáng cấu. Rồi cái body này á, thì cái tay mình nó ra mồ hôi và cái chỗ cao su này nè, nó nhanh bị hư. Pin, một cái nhược điểm cực kỳ lớn luôn, là pin FW50 nó cực kỳ nhanh. Trời ơi nội ơi, nó nhanh hết pin khủng khiếp. Hồi đó mình xài Canon thì một cái pin mình chụp nguyên một tiệc luôn á, nó chụp tới 1000 tấm hơn mà vẫn gọi là đủ. Còn một tiệc mà bây giờ mình đi chụp á, phải 3-4 pin, một người một máy thì phải 3-4 pin cho một máy, là lúc nào phải có pin, có sạc, đồ sạc dự phòng lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho nó hết. Một cái nữa là nó có chống rung 50 ở trong sensor luôn, nên mà mình việc các bạn cầm, các bạn lắc gì nè, cái việc mà bạn rớt xuống á, bị da chạm á, thì nó sẽ dễ hư so với những cái máy mà nó cứng cáp hơn, nó không có chống rung này kia nào đó. Mình sợ cái vụ đó lắm. Còn chuồng này thì cái bề mặt này nó dơ, mình đã phải rất là kỹ, mình rất là kỹ lưỡng với cái bề mặt này. Mình không muốn nó bị dơ, mình không muốn nó bị có vết đen cái này nó kia, vì mình thấy nó đẹp, mình muốn nó đẹp như thế này hoài luôn. Mình đang định dán nó, không biết có nên không. À, cái điện thoại mới của mình vừa mới mua lại con iPhone X. Mình không hiểu tại sao Apple mình làm một cái ma thuật gì đó mà nó như nó cầm, mình đang cầm trên tay mà có một cái gì đó đang kéo nó định rớt xuống đất vậy. Nó rất là dễ trơn, nó rất là dễ rớt. Trời ơi, mình luôn sống tâm thấp thỏm lo âu. Còn một cái thứ quan trọng nhất mà mình cực kỳ thích mà mình quên, đó là cái len điện thoại. Cái góc của điện thoại này nó không có đủ rộng nên mình mua thêm cái len này. Trời ơi, mình thích cái này lắm luôn á. Nó đúng theo cái hiệu ứng tiêu cực mà mình thích. Nó không bị cong cong á, fisheye á, mình ghét fisheye lắm, mình không thích cái hiệu ứng đó. Aurea 0.4x là nó rộng ra khoảng hơn gấp 2 lần một chút xíu, 0.5x là gấp 2, còn mà bạn 0.45 là rộng hơn xíu nữa. Giống như này thôi, nó đơn giản lắm. Các bạn có thể tưởng tượng á, là nó giống như 1635 vậy. Nó méo, nhưng mà nó méo theo phối cảnh và nó thẳng theo cái phối cảnh. Cái hai cái đường trục, trục ngang, đứng này nó sẽ thẳng, nó sẽ không bị cong như vậy không? Nhưng nó thẳng này, hiểu không? Đó là cái hiệu ứng mà mình muốn. Tất nhiên là cái mặt mình khi mà đưa vô cái góc màn hình nó sẽ bị méo, nó bị biến dạng này kia cái nọ. Nhưng mà không ai quay vlog mà đưa cái mặt mình vô cái góc hết trơn á, để trên giữa. Ở trên giữa đẹp là được. Mình thích cái hiệu ứng này, mình thích lâu lắm mà, tại mình thích sang 1635 mà mình không đủ tiền mua. Chơi cái này. Rồi, đã khá là nhiều đồ rồi và mình đã có cho các bạn thấy được cái cảm nhận của mình, những cái đánh giá của mình về những cái sản phẩm này, về cái combo này. Đây mình nhấn mạnh đây là cảm xúc riêng của mình và những cái thứ mà mình đã trải nghiệm thực tế cho bản thân mình và mình thấy như vậy. Mình không phải là một reviewer chuyên nghiệp, mình cũng không định đi theo hướng reviewer. Mình chỉ thấy thích và mình muốn nêu cái cảm xúc của mình, cảm nhận của mình về những cái đồ vật mình yêu thích nó, mình xem nó như là một người bạn, một cái ngày mình mới mua về mình đem về mình ngủ chung luôn á. Mình biết được là mình đang yêu những cái thứ này nó nhiều như thế nào. Thì các bạn đang xài món nào, cảm giác của bạn ra sao, những cái điểm thuận lợi, bất lợi như thế nào mà các bạn thấy được từ nó mà nó khác với mình, hãy để lại comment phía bên dưới và tương tác với mình nhé. Còn bây giờ thì cũng khá là dài rồi, mình muốn kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ, thứ nhất là nhớ đón xem cái video mà mình làm lại cái tường phía sau để mình làm cái góc quay phim này cho mình. Mình cũng sắp ra rồi. Nhớ subscribe và để lại bình luận của bạn về suy nghĩ của mình ở bên dưới để tương tác với mình như thế nào nhé. Chào và hẹn gặp lại. Có gì nữa không?